Vâng, xin chào quý vị khán giả. Hiện tôi đang có mặt ở triển lãm Festival về cây cảnh, nghệ thuật và đá quý ở Thanh Hóa năm 2019. Lần này đến với Thanh Hóa là những tác phẩm được chọn lọc rất kỹ, đều là những tác phẩm đẹp mịn già cổ. Tôi sẽ lấy khung hình tổng quan cho chúng ta cùng xem. Không gian rất rộng, có ước tính rơi vào hàng vài nghìn cây ở đây. Đây là một cây xanh Nam Điền thần tài, rất đẹp. Một cây rất đẹp, một cây xanh Nam Điền dáng trực, một cây xanh dáng trực cổ, các tay chốt được cắt giật rất nhiều lần. Làm cầu nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong cả nước. Thành phố Thanh Hóa đã hai lần tổ chức thành công Festival Sinh vật Cảnh vào các năm 2010-2014. Festival Sinh vật Cảnh đã trở thành sự kiện được dư luận quan tâm, tạo ấn tượng tốt đẹp trong giới sinh vật cảnh cả nước, tạo bước đột phá cho sự phát triển của phong trào sinh vật cảnh ở tỉnh Thanh Hóa và dần trở thành ngành kinh tế có đóng góp cho sự phát triển của thành phố Thanh Hóa và của tỉnh Thanh Hóa. Với kinh nghiệm và thành công của hai festival trước, chúng tôi tin tưởng rằng festival sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa lần thứ 3 năm 2019 sẽ tiếp tục là một thành công lớn, từng bước đưa festival sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa trở thành một thương hiệu. Góp lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, các hội sinh vật cảnh, hội đá quý. Vâng, đây tôi nhớ không nhầm, đây là cây xanh Nam Điền, cây xanh cổ của anh Hưởng Thép, của anh Hưởng Thép ở Bắc Giang. Đây là một trong những cây xanh cổ đa thân rất đẹp. Thay mặt ban tổ chức,
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ góp phần không nhỏ cho thành công của festival lần này. Chúng tôi xin cảm ơn Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Công ty Cổ phần Sông Mã và các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đã ủng hộ cho festival lần này. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc và chúc festival sinh vật cảnh đá quý đá phong thủy thành phố Thanh Hóa lần thứ 3 năm 2019 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cái cây xanh này là cây xanh cổ của anh Hưởng Thép ở Đình Chám, Bắc Giang. Cái cây này là một trong những cây rất đẹp, một cây xanh cổ đa thân. Được đón nhận sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng chào đón và kính mời ông Nguyễn Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội Đá Cảnh Đá Phong Thủy Việt Nam, phát biểu ý kiến với lễ khai mạc Festival Sinh vật cảnh thành phố Thanh Hóa lần thứ 3 năm 2019 của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Tác phẩm già cổ rất đẹp, một cây đa thân. Cái bể này năm 1963. Bẹ móng đã hóa rồi. Như cây này em bảo cắt tay đi, cắt hai tay đi. Cây cổ cắt đi. Ông đang nói chuyện mà nói vậy, ông là bảo đủ bản lĩnh mà cắt đi. Cắt thì cứ trồng mấy tỷ ở đây rồi. Cắt rồi về mang cắt. Như ngày về bảo như bố mà cắt đi. Cây cổ nó thế. Cổ như cây này là cây cổ đẹp đấy. Không phải đấy đâu. Mặt nào cũng bướng. Vâng, tôi sẽ chuyển sang một cây mới. Vâng, trước mặt chúng ta là một cây xanh, phải nói là một cây xanh trực cổ, có độ lắc và cổ. Đây là một trong những cây rất đẹp. Chúng ta hãy đến xem cái tác phẩm này. Nhân tài của mình, người Việt Nam chúng ta cũng đã tổng kết. Sơn vô thạch bất kỳ, núi không có đá, không kỳ mỹ. Thủy vô thạch bất xanh, nước chảy không có đá, không chân tay, không có thứ mong mang. Lộ vô thạch bất hoa, đường mà không có đá thì không chắc chắn, không đẹp. Viên vô thạch bất tú, vừa chỉ có cây mà không có đá, chưa phải là đẹp. Thất vô thạch bất nhã, nhà không có đá, không trang trọng. Nhân vô thạch bất an, người không chơi đá, nếu bị an. Đối với chúng tôi luôn luôn là, tôi muốn mơ mình là cây cảnh xanh cả bốn mùa, tỏa lá thương. Tôi muốn mơ mình là đá quý cho đời trẻ mãi với thiên nhiên. Ngay trước cổng nhà tôi đã có câu nói: ngõ trúc thanh tao, bè bạn ghé thăm vui cháy liệu. Làng quê khởi sắc, xóm giềng lui tới đẹp tình thơ. Sau đó trước cửa nhà chúng tôi có câu nói: cây tỏa dập sân,
chào khách quý, lan hương chắc cửa đón người dân. Kính thưa quý vị, xin đưa phép được thay mặt mời đã cảnh đã không chỉ Việt Nam kính chúc cho quý vị. Vâng, chúng ta cùng xem cái bộ bệ nhé. Bộ bệ và những chiếc rễ đã móng rồi. Những chiếc rễ đã hóa. Kính chúc festival hoàn trắng của chúng ta và phần thân cây. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng xem cái bộ gọng của cây xanh cổ này. Trong buổi họp, phải nói là bộ tay gọng siêu đẹp. Đã thông thủy Việt Nam vừa qua đều thống nhất bổ sung ông Nguyễn Xuân Phi là chủ tịch hội đá cảnh đá phong thủy tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là phó chủ tịch hội đá cảnh đá phong thủy Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, không còn gì đẹp hơn. Cảm ơn và kính chúc sức khỏe ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch hội đá cảnh đá phong thủy Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi sẽ chuyển sang một cây mới. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng. Đằng bên này là cái cây và kính mời Lão Mai Đại Thọ. Phó chủ tịch hội cây dưới Lão Mai Đại Thọ của chú Hòa Taxi. Phát biểu ý kiến, xin trân trọng kính mời. Đây là một cây cây cảnh nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Cũng đã rất nhiều người chơi cây cảnh trên cả nước đã biết đến cái tác phẩm này. Nhưng mà năm nay thì được chiêm ngưỡng tận mắt thì thấy cây đã đẹp hơn rất nhiều. Mỗi năm lại đẹp hơn một chút. Tôi quay sơ qua cho anh em cùng xem nhé. Lão Mai Đại Thọ đang có sự kiện ngày hôm nay đây. Tôi rất vinh dự hôm nay được đứng đây để tham dự festival sinh vật cảnh đá quý đá phong thủy Việt Nam lần thứ ba. Phần thành vách như những khối đá, những vùng đất địa linh nhân kiệt. Thưa ủy quyền của Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, ở đây mới được chủ nhân kê đặt thêm một số đá nhũ. Xin chân thành cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Thanh Hóa. Cảm ơn hội đá quý đá phong thủy Việt Nam. Cảm ơn hội sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa và câu lạc bộ Hoàng Long, cũng như cảm ơn tới tất cả các nghệ nhân, các chủ nhà vườn, các vị khách quý. Dạ vâng, chào anh nhá. Em đang ghi hình chút. Đẹp quá. Vâng, tôi sẽ chuyển sang một cây mới. Vâng, có lẽ đã nhiều người biết đến cái cây này. Rất nhiều những anh em đã quay và đưa lên các trang mạng xã hội. Đây là một cây tùng kim cương, tùng La Hán. Đây có thể nói là một cây tùng rất đẹp, có cái dáng điệu, cốt cây lớn, côn cây. Các tay bông được làm rất kỹ và có độ lắc, độ dẻo, rất là mềm mại. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời ông Cao Tiến Đoan, Mon Garden, Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất Động Sản, ông Vũ Đức Mạnh, đại diện cho nhà tài trợ Ngô Quyền Hải Phòng thành phố Thanh Hóa lần qua lên phát biểu ý kiến. Vâng, cái sự uyển chuyển của cái tác phẩm này tạo nên cho tác phẩm một cái vẻ đẹp mê hồn và cái bề thế hùng vĩ. Vâng, một tác phẩm rất đẹp.